Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 7 căn nhà mới nhất gần với lại bến xe Yên Nghĩa, nhất gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Với 7 căn nhà này thì đã bán 3 căn, còn 4 căn thôi quý vị ạ. Và với cái thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, hiện đại, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ 50m. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay gửi tới cho quý vị căn nhà này với thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích nhà 30 cho tới 32m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn, bên trong là cửa kính cường lực. Từ vị trí ngôi nhà này cách với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh khoảng tầm 800m, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Nói chung với cái giá bán, vị trí đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với lại công năng sử dụng ngôi nhà 30m nhưng mà thiết kế rất là ổn nha quý vị. Ngoài năng lực ở đây là thiết kế phần phòng khách cho quý vị. Toàn bộ ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu như trên video thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị nhé. Với cái phần thiết kế, ở đây là không gian phòng khách thì chủ nhà ốp toàn bộ vách PVC nano cho mọi người, với cái kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, quạt trần, thiết kế công năng tương đối là hợp lý, thiết kế chỉn chu. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, còn đây là thiết kế phần phòng bếp cho quý vị, với không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với cái phần thiết kế 30m thì thực tế luôn, một số khách hàng nói 30m thì nó quá nhỏ, nhưng mọi người ạ, với ở Hà Nội 30m là đã có sổ đỏ cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Còn lại cái phần công năng sử dụng, phần thiết kế của ngôi nhà thì quý vị cứ yên tâm, chủ đầu tư thiết kế căn nào cũng vậy, rất là hợp lý. Mỗi chủ đầu tư một tính, mỗi một khổ đất một kiểu, cho nên Ngọc Ánh quay tất cả những căn nhà đều review cụ thể đường, hướng, giá, ngõ cho quý vị, để quý vị có thể cân đối xem căn này nó có phù hợp với cung đường đi lại của mình hay không, diện tích, công năng sử dụng nó có phù hợp với mình hay không. Quay trở lại với video đây, với cái phần không gian phòng bếp cho quý vị đây, thiết kế chỉnh chu đầy đủ, tủ bếp gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp ốp toàn bộ là kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đúng như hiện trạng là quý vị có thể sáng mua chiều về ở được luôn, ký công chứng trong ngày quý vị nhé. Đó, ngoài ra thiết kế ở đây, tầng 1 còn một phòng vệ sinh nữa cho quý vị, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng cho quý vị. Với cái phần ngăn cách cầu thang và cái phần cửa chính thì ở đây thiết kế cho quý vị một vách CNC tương đối là đẹp. Đó. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, có ban công thực tế hướng ra phía bên ngoài, phòng vệ sinh rất rộng nữa mọi người ạ. Đấy, căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, ngoài ra ở đây còn một căn là hướng Đông Nam nữa nha quý vị. Đó, giá chỉ hơn 2 tỷ mà nhận về một cái ngôi nhà thiết kế như thế này, vị trí đi lại thuận tiện, giao thông đầy đủ cho quý vị, tiện ích chợ trường phường trạm xung quanh ngập tràn không thiếu thứ gì. Đó, từ cái vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 6 km thôi mọi người ạ. Đó, đây cửa thông phòng. Với cái sàn thì thiết kế ở đây là sàn gỗ, phòng rất là rộng, đầy đủ hệ thống trần thạch cao. Đấy, trần phào giấy dán tường Hàn Quốc, thiết kế chỉn chu. Cái giấy dán tường này một số khách hàng cũng có chia sẻ với Ngọc Ánh rằng là nhìn thì thế thôi nhưng mà nó không đẹp. Thực ra thì cái này nó rất là dễ thi công, quý vị có thể lột đi, quý vị có thể dán bức tranh vào đó. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư thiết kế và lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Hiện tại phòng vệ sinh đang mất điện mọi người ạ. Đây, rất là rộng, tương đối là rộng. Đấy, bồn cầu, sen, cây, lavabo, đầy đủ công năng sử dụng cho một phòng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà.
nhỉ. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thực tế trên tầng 3 thiết kế đơn giản hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là ban công mở hướng ra phía bên ngoài cho quý vị. Lên trên phía tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rất là rộng. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà màu trắng cho nên vào trong cái không gian này cũng tương đối là rộng mọi người ạ. Đó. Cửa thông phòng. Nhà vệ sinh. Đây, rất là rộng. Đây là phần phòng vệ sinh. Đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Công năng sử dụng của từng căn nhà riêng, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng, sổ đỏ riêng, xây dựng riêng biệt từng căn. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ngoài hành lang đi, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà ở đây. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 thiết kế cho quý vị vẫn là công năng giống tầng 2, tầng 3, một phòng ngủ rộng. Đây. Xung quanh dân cư đông đúc có 50m là ra tới trục đường quốc lộ 6, trục đường Quang Trung. Có 800m là ra tới bến xe Yên Nghĩa với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Hợp lý đúng không ạ? Và đây là phần sân phơi còn lại của ngôi nhà. Nói chung với cái căn nhà này thiết kế tương đối là hợp lý với cái phần thiết kế diện tích mọi cái mọi người ạ. Còn nếu như mà để đạt theo cái nguyện vọng của mỗi một hộ gia đình là phải diện tích to rộng thì cái này là tùy suy nghĩ của mỗi người. Còn Ngọc Ánh có sao thì chia sẻ với quý vị những căn nhà hiện tại bên Ngọc Ánh đang có để cung cấp đến cho khách hàng cái nhu cầu đúng với tiêu chí của mỗi một hộ gia đình sử dụng. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này hoặc vị trí những ngôi nhà khác hiện tại, Ngọc Ánh đang có những cái căn nhà giá thấp nhất 1 tỷ 270 triệu thôi quý vị ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.